quý bạn đọc thân mến, trong chương mục cùng bạn đọc sách hôm nay, Thư viện tỉnh Vĩnh Long trân trọng giới thiệu quyển sách Con mơ điều giản dị. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giữa ba mẹ và con cái luôn tồn tại một mối liên kết cực kỳ đặc biệt. Chỉ có điều, cuộc sống hiện đại gấp gáp và bận rộn đã cuốn ba mẹ vào những mục tiêu và ước mơ to tát, khiến chúng ta để vượt qua và quên đi những niềm vui nhỏ bé, những niềm hạnh phúc giản dị ở xung quanh mình. Sách tranh Con mơ điều giản dị do We Are Family và Đinh Tị phối hợp phát hành, gửi đến những bậc làm cha, làm mẹ nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua những niềm vui, ước mơ nhỏ bé của con trẻ. Quyển sách gồm 30 câu chuyện có thật, được kể bởi cảm xúc chân thành, lối viết mộc mạc, dễ hiểu, giọng văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, cùng phần minh họa sinh động, dễ thương. Những nhân vật nhỏ tuổi xuất hiện trong từng mẫu chuyện như bé Thóc, bé Bon, bé Ong, bé Kem, bé Sóc. Chắc chắn ba mẹ sẽ bắt gặp chính hình ảnh của mình, của gia đình mình trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Hãy dành thời gian đọc quyển sách này cùng con bạn, và khi nghe được những mẫu chuyện của nhà người ta nhưng lại rất giống với gia đình mình, đó cũng là lúc bạn nhận ra 30 câu chuyện trong cuốn sách nhỏ Con mơ điều giản dị cũng chính là những câu chuyện cuộc sống hàng ngày của bạn. Mỗi câu chuyện là mỗi tình huống sẽ dẫn dắt bạn đến những cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Sẽ có lúc bạn thấy hạnh phúc từ những trò chơi xến xúa của các cô cậu trong chuyện Bưu Kiện cho mẹ là một cái ôm. Sẽ có lúc bạn giật mình khi nhận ra những thương tổn, muộn phiền mà người lớn gây ra cho con trẻ chỉ vì sự vô tâm của mình trong chuyện Ai là người bị ra rìa. Sẽ có lúc trái tim người làm cha làm mẹ như bạn ấm lại khi đọc những mẫu chuyện mà trong đó các em bé xíu xiu đột nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên của ba mẹ trong chuyện Con thương mẹ nhất nhà hay Đã có con bên mẹ rồi. Sẽ có lúc bạn nhận ra món quà lớn nhất mà con trẻ cần không có gì quá lớn, mà chỉ là thời gian mà ba mẹ dành cho con trong chuyện Cùng nhau ăn tối. Rồi cũng có lúc tâm trạng bạn chùng xuống khi đọc những dòng tâm sự dưới góc nhìn của một người con trưởng thành, đã biết suy nghĩ về mọi thứ, đã biết thương ba mẹ trong chuyện Hãy yên lòng mẹ nhé, hay Ký ức ngọt ngào về những món quà của bố. Con mơ điều giản dị không dạy bạn cách thức, cũng không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn cụ thể nào để bạn áp dụng mang lại hạnh phúc cho các bé yêu của bạn, mà chính bạn sẽ tự cảm nhận được những câu chuyện bằng trái tim để từ đó rút ra những điều mà mình nên làm cho con trẻ. Để cảm nhận đầy đủ hơn những mẫu chuyện trong quyển Con mơ điều giản dị, các bạn hãy cùng lật mở những trang sách màu xinh xắn để biết được đoạn kết và đọc thêm thật nhiều câu chuyện dí dỏm, đáng yêu nhưng cũng không kém phần sâu sắc xoay quanh chủ đề gia đình.